Xin chào mọi người, đây Hiền đang quay video cho anh ấy đang phun tưới cho gốc sầu của mình nha. Cây sầu này là được 8 năm rồi nha mọi người. Đây là một đống thuốc ở vườn nhà anh vừa mới đang pha xử lý đây. Em HLC này, là chị đến trùng này. Kích dễ nha. Đây là chị trôi đeo mà. Đấy, đống thuốc của nhà anh đấy. Anh đang xịt, đây là cái mà máy pha thuốc của anh ý. Cái bình này là bình 300 lít các bạn nhá. Anh ý đang xịt cho sầu của mình. Vừa nãy thì anh ý xịt vườn sầu 2 năm tuổi thôi. Đây là cây 2 năm tuổi của anh ý, nhà anh ý. Còn đây là trong vườn nhà anh ý có 3 cây là 8 năm tuổi. Anh ý đang xịt thuốc đấy các bạn ạ. Mình quay gần cho các bạn xem nhé. Dùng máy xịt này thì nó sẽ nhanh hơn và mình cũng xòe được rộng ra tán của cây hơn các bạn nhá. Thì bà con nào mà dùng thuốc bên mình mà có tưới đổ gốc cho sầu riêng hay cho bất kỳ cây trồng nào ấy thì mọi người nhớ là xịt quanh tán giúp mình nữa nhá. Vì bộ rễ nó cây ăn quả nó rất là ăn rộng nên là mình đừng đổ mỗi gốc không, mình phải xịt cả vòng quanh tán của nó luôn. Đây, tạo độ ẩm cho cả tán của cây. Ý, anh ý vừa xịt gốc này nè. Rồi sang đến gốc này. Còn một gốc ở bên kia nữa các bạn nha. Đó, mình quay hướng dẫn cho các bạn cách anh ý xịt thuốc